bước xuống xe lại. Lúc đó đi với ông là ông bố, thì ông chỉ nắm tay nhắc tới một cái gần cái bức tường của bến xe, gọi là gần cái chỗ mà chỗ người ra vào đông đúc á, là mới nói là con đứng đây tí nữa bố quay lại đón con về. Nói được một câu nói đó là chờ mãi không tới, cũng tầm giờ này này, giờ 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 này luôn á, giờ chuẩn bị trời sắp tối đó, là bắt đầu không thấy, chờ thấy lâu quá không thấy mới bắt đầu hoảng lên là khóc, khóc lóc khóc, là bắt đầu là có mọi người xung quanh á, là người bán hàng rong á đó, rồi tới dỗ dành rồi nói mà cũng không chịu. Sau đó là cái gọi là bố nuôi làm công an trật tự, gọi là dân phòng đó, là ở đó là mới dẫn vô nuôi đứng vài ngày. Nếu nói thất lạc thì dựa vào cái câu câu nói của bố, thì bố nói con đứng đây tí nữa bố quay lại đón con về, thì nghĩ là chắc là bỏ rơi chứ không thể nào mà thất lạc được. Gọi là giống kiểu là trong lòng em là em nghĩ đó là cái sự cố tình đúng không? Đại khái vậy phải Dạ, không? thì em vẫn cứ nhớ mãi câu nói đó, thì cứ ghi lại trong lòng vậy, nhớ mãi miết. Kính thưa cô chú và các anh chị thân mến, chúng ta đang nghe em Đức trình bày về câu chuyện thất lạc gia đình của em năm xưa. Và em đang nghi vấn là người cha dượng của em đã đưa em từ một tỉnh xa xôi lên tỉnh Đắk Lắk và bỏ em ở đó. Trở lại câu chuyện thì hôm nay Tuấn Vĩ có ghi nhận được thông tin của một người cha nuôi em Đức, đó là anh Hùng. Trước đây đó thì anh Hùng là người dân phòng, làm công tác dẹp trật tự an ninh ở bến xe của tỉnh Đắk Lắk thời bấy giờ. Nên là anh Hùng đã thấy một trường hợp của em Đức là bị bỏ rơi, nên là anh Hùng đã gọi đến cho chương trình để mong muốn là trình bày và kiếm lại người thân cho con nuôi của anh. Và trước màn hình chúng ta là em Đức. Khi nghe qua câu chuyện thì thật là đáng thương, vì anh Hùng quê ở miền Trung, vì vậy cho nên là tiếng miền Trung cũng có thể là một số vùng miền nghe không được rõ. Cho nên là Tuấn Vĩ xin trình bày khúc đầu để cho cô chú anh chị chúng ta nắm được cái nội dung câu chuyện như vậy. Tuy nhiên sau khi gặp anh Hùng xong thì chúng ta sẽ gặp lại em Đức. Giờ đây mời cô chú anh chị chúng ta cùng theo dõi chương trình để mong muốn là cô chú anh chị chúng ta hãy hết sức cố gắng để giúp đỡ em Đức tìm được lại cội nguồn, tìm được lại gia đình của em. Mời cô chú anh chị chúng ta cùng theo dõi buổi trò chuyện mà Tuấn Vĩ đã ghi nhận được trong buổi chiều hôm nay. Rồi chú trình bày giờ đấy là năm đó là năm 1992 nè, tháng 9, ngày ngày 13 tháng 9 năm 1992, 13 âm á, âm lịch á, là chú nhớ rõ ràng đó, là chú nhận được chú đang làm công tác là chú là cảnh sát cơ động đang làm bảo vệ chỗ bến xe cây số 3 40 thuộc Đắk Lắk á, là đấy là lúc đó là khoảng 3 giờ kém, là mấy người bán hàng ở đó nó gọi chú ra đó là chú anh đã xem có một đứa bé mà nó ngồi đấy nó khóc từ trưa đến giờ rồi. Rồi là lúc đó là cái chuyến xe đó chuyện là chú biết là lúc khoảng 1:30 á đã có chuyến xe của xe Nghệ tỉnh thôi, đó là Vinh với Nghệ An với Hà Tĩnh là chưa tách, đó là xe Vinh vào là lúc đó là 1:30 á, là thường xe Vinh nó vào đó 1:30 vì khả năng là đi từ sáng 12 nó đi ấy, 12 là đi thì vào đó là chiều 13 là cứ 1:30 là xe Vinh vào, là chú làm ở bên xe chú biết là như vậy, là chú biết đi chuyển xe Vinh là hắn khóc đó thì bắt đầu chú mới ra chú vào đưa vào cho uống nước, cho lấy đi lấy cơm lấy nước cho ăn đó, uống xong bắt đầu là với chú hỏi là ai đưa cháu đi vô đây mà bỏ bỏ đây bỏ rơi đây, thì nó nói là trường trường đưa đi, trường tức là Dương á, nói trường nó nói tiếng tiếng là trường đưa đi, trường bảo nói là ngồi đấy một tí rồi trường tới, bất trường bỏ đó rồi đi luôn, là rõ ràng như vậy. Chú vẫn nhớ in là chú vào đó cho ăn cho uống chỗ bên xe chú làm đó, xong chú nuôi chú ở bên xe đó là 13 ngày, 13 ngày đến là sau đó với đơn vị họ biết mà họ không cho Hà Nội họ bắt chú về rồi đưa gửi vào trại mồ côi, với chú đưa xuống trại mồ côi dưới chỗ đường Phan Bội Châu, chú trung tâm bảo trợ xã hội của tỉnh Đắk Lắk á.
là chú đưa vào cho họ nuôi. Đến khi là họ nói đào đã đặt tên Phúc, đến đặt tên cháu tên Phúc, nhưng mà họ nói Phúc tên Phúc rất nhiều rồi, mới đặt tên Đức. Thì cái ông giám đốc trại là ông nói lấy họ Hoàng Công Đức, Hoàng Công của ông là ông đặt cho nó là Hoàng Công Đức như rồi. Thôi Dạ. chú đó, thôi đó là chú thanh niên, chú cũng chưa có gia đình nên là cũng không biết như vậy là như vậy. Thì quá trình là cháu vô ở trại trại mồ côi đó thì chú cũng thương là tới lui thăm hỏi rồi cho cháu động viên cho cháu tiền rồi mua bánh mua kẹo rồi như vậy. Dạ. Đến năm chú năm 94, thằng ba năm 94 là chú là lập gia đình. Rồi cả thời gian đó là chú lập gia đình. Đến khi chú vào thăm rồi là ở chú thuê trọ ở gần chỗ trại trung tâm một trại trẻ một khối đó. Rồi là nó kéo một đoàn cả trong trại ra nhà chú ăn cơm, nó đòi về ở với chú đó. Mà hồi đó chú mới lấy lớp gia đình mới chưa có nhà có cửa, không có nhà có cửa gì mà cũng không được, nói thôi con cứ ở trong trại mồ côi đi, ở trong trại đó. Đến vô trại nó họ cho học đến từ lớp 1 đến lớp 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 6 phải là nó bỏ học, không học rồi nữa mà nó bỏ học, bỏ nó ra đi làm thuê, nó đi làm thuê làm mướn lung tung đó. Khi đi làm đồng dây này, khi lúc đó là nó làm bên sự sự sạc bên là quy của làm bác bên à, quý bên điện á, chỗ cái trại chỗ cái quán bên điện này, rồi sau là nó cứ là làm lung tung nữa. Nhưng mà lúc đầu nhỏ là chủ hỏi nó là khi mà nhắc được hỏi là đi đi với ai thì nó kể là đến như này là trong đi với băng đo sáng sớm đó, sáng là đi băng đo một ông lâu lấy đo với ông Dương hắn với là vậy là hắn đi đo xong đến là gấp xe hắn ra vào trong cầu luôn. Tôi bảo là hắn gọi tôi bằng cầu là ý là ở cái vùng đó là đi đi bằng thuyền bằng đo á, chở xuống đến quốc lộ 1, đến quốc lộ 1 hoặc là gấp xe Vinh nói là bắt vô là vô trong là mình thẳng một mạch vô Đắk Lắk luôn, họ vô là thả ở đó như vậy. Với cháu là khi tôi đọc báo công an á, là có cái hình năm người, một cái hình năm người ấy, thì là cháu nói đấy là bà ngoại này, hắn chỉ đóng nó đấy bà ngoại này, đấy là mẹ này, rồi đấy hai đứa em với hắn, là nhà nó có năm người, nó có ba đứa em với hắn là bốn. Mà tôi nghĩ là thằng đấy là kiểu con riêng của cái ba đó, ba đó là có con riêng mà đời trước không biết, nó có thằng nó sang Đức có thằng này sống sau đó lấy chồng khác thì là có ba đứa em nữa, vất vả quá rồi đứa nào đi thở. Mà hắn nhớ sau có thời kỳ hắn nhớ là hắn nói hắn đã ở quê, hắn nói học lớp 1 rồi đó. Mà nhà nói là hắn nói là trước nhà là có những đống đá rất to, cục đá to, vì là nhà bò nhiều chỗ đó là cũng tôi nghĩ cùng gần chỗ miền núi, chỗ đó nào miền núi đó. Và nói là hắn nói là trường đưa đi trường là tôi nói chỉ dẫn quân binh hay tỉnh như đó, lúc đó nghĩ có quân binh thôi đó. Nếu như muốn tôi nên như vậy là tôi muốn là chú có gặp Đức rồi phải không? Đức Vấn rồi có gặp rồi hay sao? Dạ, có nghĩa là có người hình như là quen biết với chú đó, thì nói rằng là cho cháu biết rằng là trước đây là chú có tỏ tường về cái sự việc này, còn cái người mà báo cho cháu đó thì cháu phải dở cái hồ sơ đó cháu mới nhớ tên, còn bây giờ cháu chưa có hồ sơ cháu không nhớ tên. Thì bây giờ thế này chú này, trước hết là con rất là cảm kích cái sự mà tương thân tương ái của chú, thì dù sao thì chú cũng rõ về cái câu chuyện này. Thì con muốn hỏi về cái chuyện quá khứ đó chú, thì ngoài cái việc mà hồi nãy chú nhắc tới là ở trên báo công an có đăng tin đó, có nghĩa là gia đình có tìm kiếm cái em này mà đăng tin của hình của mẹ và hình bà ngoại ở trên báo công an à, hay là thế nào chú? Không phải, đó là nó nhìn một cái hình trong báo công an á, là nghĩ là gia đình của hắn có 5 người như vậy. Ý là trong hắn nó nhìn chủ đốc báo công an, hắn nhìn một cái hình trên báo công an có 5 người. Rồi là hắn chỉ vào đóng đó là cho chủ là nói đấy bên ngoài bà ngoại này, đấy bên ngoài này, đấy mẹ này, với đấy hai đứa em ba rồi rồi nữa. Là ý gia đình hắn có 5 người như vậy. À, có nghĩa là nó hình dung ra thôi chứ không phải là hình đó là hình của gia đình của cháu đúng không? Không, nó hình dung có cái hình năm năm người trong cái báo tờ báo công an, rồi là hình dung là gia đình là tương đó 5 người, có 5 người như vậy. Dạ. Rồi cháu khi nhỏ là cháu nói cháu học lớp 1 rồi, ở quê là vẫn học lớp 1 rồi,
mà nó dài lắm, nó dài lắm, nó không biết chứ hết, không biết ai, mẹ tên gì, em tên gì không biết, không nhớ. Rồi hai đứa vào là khi đó chủ nó nói chúng nhiều cái hắn biết chứ hết. À. Ừ. À, lúc đó nếu mà học lớp 1 thì có nghĩa là nó cũng đã 6 tuổi rồi đó chứ ha. 6 tuổi. 6 tuổi nghĩ là học mẫu giáo, mới học mẫu giáo lớn nữa thôi, chứ con chưa lớp 1 nếu mà nó vẫn biết chữ biết đâu đó nó biết. Bây giờ chủ cái đó chắc biết tên bố mẹ rồi chắc rồi. Vậy theo chú đó, theo chú cái gọi là cái phỏng đoán của chú và nhìn vào cái trạng thái của cái thời điểm đó đó, thì theo chú nghĩ là có thể ông trường đó đưa xuống đó rồi vô tình thất lạc không, hay là ông cố ý ông bỏ đó, chú có linh cảm gì không? Cố ý bỏ, anh nói ngồi đấy thì trường tới, nhưng cố ý bỏ thôi, nó không tới 3-4 ngày, chú ở đó nuôi đó 12 ngày mà không ai tới tìm rồi kiếm nó đâu. Khóc đó đến mấy tiếng sau chủ nuôi 13 ngày ở bên xe đó mà không ai tới tìm kiếm, ai để hỏi han tâm gì hết, thì nghĩ là bỏ đưa tới đời bỏ. Thì nếu ví dụ như mà hy vọng rằng là có một cái gì bất trắc trong cái thời điểm đó, rồi cái người chú đó không trở lại được, chẳng hạn như gặp một cái sự cố nào đó, thì hy vọng là như vậy. Chứ còn tự dưng mà đưa một đứa trẻ đến đó mà bỏ thì quá là tội nghiệp, quá là quá tội nghiệp đó, cái thằng cái ống nó cũng không biết sao. Nói trường là tức là giường đấy, trường là đến chủ mới nghỉ trường thì chỉ có người con binh nó thì hay gọi trường đến chủ lại thật. Thưa chú, vậy bây giờ mà con muốn liên lạc với em Đức đó thì khi nào chú có số điện thoại chú gửi qua dùng con với, con muốn liên hệ với em nó coi thử cái nguyện vọng của em nó và hỏi thêm về cái việc quá khứ của em nó có nhớ được cái điều gì thêm không. Rồi chú gửi cho, mà nói chung là chú có nguyện vọng cũng muốn tìm, nói chung là do nói cháu là do chú là người thân duy nhất của cháu. Nói chung là cái năm 2000 tôi thế này, năm 2000 là chính là đâu là nói là đi, nó cũng đi chơi đâu, đi thiếu bạt trước thiếu bạt đến khi là giữa rồi năm ngủ giữa khóa viên giữa công viên đó, ngay rồi trên ở Đắk Lắk ở Buôn Ma Thuột đó, thế là gặp con Vân này là cùng người cùng lên tìm kiếm em, nó làm cà phê đến đó đâu mà cùng không tìm kiếm em được, là coi như cùng ra hai đứa gặp nhau giữa rồi yêu nhau lấy dẫn nhau về dưới Bình Dương, ở luôn làm dưới Bình Dương nữa rồi cái duyên dưới Bình Dương á, xong rồi nó làm 6-7 tháng dưới đó, thì năm 2011 là nó về là đình cưới, tổ chức cưới, khi đó có bầu rồi, có bầu đứa đâu rồi, thì nói chung là về khi đó chủ đầu cùng về ở Quảng Bình đây rồi, chủ về ở Quảng Bình năm 2009 này, thì nó cùng về tìm, xong đến khi là nó bảo về cưới, đình ra cưới cùng đại diện, nói chung là chủ là đại diện gia đình bên nội nói chung nữa, nhưng mà không ngờ ra mới nó về ở ngoài quê Quỳnh Lưu Nghệ An á, là gia đình còn vẫn đó, thì mới về được 2 ngày bữa bố nó sao tự nhiên đột tử chết, xong không cưới hỏi gì hết rồi. Mà gia đình con này cũng nghèo lắm, khổ lắm, nói là một bà chị trước thì cũng là vất vả, nên giờ hai đứa là có gia đình là lấy nhau là có 3 đứa con rồi, hai đứa trai đâu, một đứa con gái sau, 3 đứa con rồi, giờ cũng làm thờ đồng dây trong Đắk Lắk ở thuê nhà trọ ở đồng dây trong đó, chú cấp tiền bạc cho, nói chung khi là có không có là cứ điền về cứ ông nội giờ 3 đứa cháu là khi nào ông nội rồi, nên chủ muốn tìm người thân cho nó để rút bớt cái cho nó quá khổ, chưa hai đứa gia đình là nồng vất vả khổ lắm, gọi là chưa hai đứa trong túc tắc đông dây đi bỏ cho họ đi nhận hàng của họ về để làm cho cống á. Nên là như vậy vậy coi như chủ cố gắng tìm cho chủ vậy. Coi như là em nó cũng có duyên gặp chú, là coi như đó là người thân, chứ em nó cũng đâu có người thân người vô đồ gì. Thì đó là tìm gì, còn chú là người thân duy nhất giờ như vậy đó. Đang nói ít bữa nó hay người hè đấy đó, cháu học người hè lần về thăm ông ấy, nó mà biết có về được. Các tiền bạc cũng khó vất vả. Mà nãy giờ lo mãi nói chuyện chứ con cũng quên. Thứ nhất là bây giờ nhìn lại thì thấy còn trẻ, chứ kêu chắc kêu anh chứ kêu chưa mình chú gì hả? Kêu anh chứ chú. Anh năm mấy, 57, 58. À 58, bởi vậy em em 47. À đôi thì anh em như người trẻ. Dạ. Rồi.
Anh tên em Đại, là ở đâu? em hiện tại thì ở Đồng Tháp, nhưng mà quê em thì Ở ở Đồng Nghệ Tháp. An. Ừ, quê em ở Nghệ Tháp An. quê anh. À rồi. Ờ rồi. Dạ, anh là anh Nguyễn Đại ha. Đại Hùng. À, Đại Hùng. À, bây giờ vậy đó, Nguyễn Đại Hùng. anh Hùng là đang ở tỉnh nào? Quảng Bình, tỉnh Quảng Bình. À, đang ở Quảng Bình. Ừ. Rồi, ok anh Hùng, rồi em cũng xin ghi nhận cái thông tin như trên cơ bản như vậy. Rồi để em cập nhật lên thử coi thử rồi có ai nhận diện ra hay không. May mắn được cái Đúng là còn cái hình của Đức á, rồi, đó. nhỏ đó. Dạ. Rồi vậy thì khi nào tiện thì anh Hùng gửi cho em cái số điện thoại của Đức rồi em muốn hỏi thăm Đức cái nha anh Hùng nha. Rồi 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 Dạ rồi dạ. Rồi vậy chúc sức khỏe anh Hùng nha, có tin gì em sẽ báo rồi cho anh nha. rồi rồi chào Dạ em. dạ dạ Rồi dạ. rồi. Thì tên em là Đức em ha. Dạ. Ừ, Đức có xác nhận được là mình khoảng sinh năm mấy không Đức? Dạ không, tại vì hồi đó là em không có nhớ một cái gì hết á. Ừ. Là tên tuổi hay tên cha mẹ hay em là của mình là không có nhớ. Cái Ừ. đó là em ngu nhất á, là em không có nhớ cái gì cả. Nhưng mà đoán thì em có đoán được lúc đó là em khoảng vào năm 92 là em được khoảng mấy tuổi không? Em hồi xưa ở nhà là em đã học lớp mẫu giáo rồi, là vào lại ở trong Đắk Lắk này là bắt đầu gặp trung tâm bảo trợ xã hội xin cho em đi học á, thì mới cho em đi học lại mẫu giáo. Thì em đoán chừng là ở quê thì đã học thì cũng vào tầm 6 tuổi rồi. Dạ. Thì Rồi. vào đây thì em cũng không có nắm rõ được, thì lúc đó là cái ông giám đốc đó ông mới đặt tên cho em rồi năm sinh đó. Vậy Dạ. là có khả năng là khoảng em sinh khoảng sinh năm 86 gì đó ha. Dạ. Tám sáu tám năm gì. Dạ. Khoảng khoảng đó em ha. Rồi em nhớ gì về quá khứ, em có thể kể cho anh nghe, em miêu tả về cái ngôi nhà của em hoặc là những thành viên trong gia đình em có nhớ được cái gì không, em tả cho anh nghe. Tả thì em chỉ nhớ là được cái nhà tranh bích lá, với lại ở nhà thì chăn trâu đó, chăn trâu chăn bò đó. Thì nhà thì mẹ thì đi đi trồng bắp rồi luộc bắp cho các em ăn rồi đi bán đó. Rồi bố thì đi thả lưới bắt cá ở sông ao hồ gì đó, thì về lo cuộc sống gia đình. Thì em hồi em nhớ vậy thôi chứ còn em không có nhớ hết được, nhiều cái em cũng quên lãng đi. Và em chỉ nhớ mang máng vậy. Rồi sau đó là bố thì với lại gia đình lên một cái chuyến đò là cái thuyền á, thì bắt đầu đi qua bên bờ bên kia với em, là bắt đầu là bố dẫn em lên là tới đâu đó là thả em ngay chỗ bến xe phía bắc ở Đắk Lắk mình. Thì em nhớ, còn đi thì không, quá trình đi thì em không nhớ lắm. Vậy là hồi nãy anh nghe chú Hùng nói đó thì là hình như em còn nhớ mang máng cái người mà người người dẫn em đi đó là tên tên gì đó, em có thể nói lại cho anh Hồi được không? đó là gọi là bố Dượng hay là bố bố ruột, thì hồi đó là em nghĩ là bố Dượng. Có thể bố Dượng. Dạ, có thể là bố Dượng. Dạ, là em còn nhớ là khi bố đưa lên chỗ bến xe là bắt đầu là bố nuôi Hùng đó là mới hỏi con là như thế nào. Thì con còn nhớ là bố chỉ nói là một câu là con đứng đây tí nữa bố quay lại đón con về đó. Còn em chỉ nhớ được cái câu nói đó của bố thôi, nhớ câu đó là chính xác là câu nói đó, em nhớ mãi câu nói đó. Dạ. Rồi từ đó đến giờ. Đúng là thật sự là mà nói là nghĩ cũng tủi thân em Dạ. ha. Mới có 5 6 tuổi đầu mà bị người ta đưa đến đó người ta bỏ thì phải nói rằng là nó quá, nếu sự thực là vậy thì quá là tàn nhẫn đúng không em? Dạ. Nếu mà nói về bố ruột thì em cũng không bao giờ mà bỏ rơi con mình như vậy. Đúng rồi, anh nghĩ là không có chuyện đó. Thì hồi nãy anh có nói chuyện với bố Hùng là bố nuôi em á, thì cũng cũng gọi là hy vọng là cái điều đó không xảy ra, mà có thể rằng là cái người dượng đó gặp một cái sự cố nào đó nên không rước được em. Thì hy vọng là cái Không, điều đó.
Thì em nghĩ nói chung thì về bây giờ hồi xưa thì em không có nhớ gì rõ lắm. Bây giờ thì mình đã lớn và trưởng thành, lập gia đình có mấy đứa con, thì cái hoàn cảnh cho dù có khổ mấy đi chăng nữa thì cũng phải lo cho đầy đủ, không của mình. Còn ngoài ra nữa thì em nhớ rằng là gia nhà nhà em là giống kiểu là nhà tranh, rồi có nuôi trâu bò, có nghĩa là có thể là ở nông thôn em Và nông thôn là ha. vùng quê á, vùng dạng giống như vùng sâu vùng xa đó, thì em nghĩ như vậy. Tại vì hồi đó là em còn nhớ là vào mùa mưa là nước nó dâng lên tới cái đầu gối của mình á, nước dâng mình phải chèo thuyền, em nhớ là như vậy, nhất vào mùa mưa đó. Giống như mình ở gần sông hay là suối gì đó là nó cái con sông nó rất là rộng lớn. Đó là hồi xưa em còn nhớ như vậy, em hay xuống sông tắm với mẹ, mẹ hay dắt xuống. Đó là em nhớ như vậy. Dạ. Tiếc rằng là những người trong gia đình em lại không nhớ tên ai em ha. Dạ, em chỉ tiếc là một cái đó như vậy, là không nhớ tên thật của mình, rồi cũng không nhớ tên cha, tên mẹ của mình, hay là tên trong dòng họ của mình không nhớ, là em dở một cái đó. Chắc là do quá nhỏ tuổi nên không có nhớ được. Dạ, đôi khi hồi xưa khổ quá thì cũng nói chung giống như là ít dạy bảo, ít có đề cập tới mấy cái vấn đề đó cho trẻ nhỏ. Còn bây giờ như con em thì cũng dạy bảo thì nó cũng phải biết tên cha tên mẹ rồi. Có nhiều vấn đề em. Cái vấn đề ở đây đó là có thể em dạy con em á, thì con em nó đọc được tên của cha mẹ vào thời điểm hiện tại. Dạ. Nhưng mà không chắc rằng là 10 năm sau nó sẽ đọc được, không chắc rằng điều đó. Dạ. Bởi vì anh làm Có trong khi lãng quên. anh làm trong công việc này anh thấy rồi, có một trẻ đó là 9-10 tuổi rồi mà lạc gia đình, mà sau sau 32 năm mà không còn nói tiếng Việt được, khi mà ở bên Trung Quốc không còn nói tiếng Việt, không biết chữ nào tiếng Việt luôn. Đó mới cái điều hết sức lạ lùng, cho nên ở cái môi trường khác là nó khác liền à. Đương nhiên là thất lạc gia đình thì ai cũng khao khát muốn trở về đúng không em? Tại hồi xưa em mới bước chân ra đời thì em nghĩ là muốn tìm lại cái cuộc sống, tại vì em nhìn cũng trang lứa mình người ta lại có, nhưng mình ước ao khao khát có một mái ấm trọn vẹn, nhưng mà cuối cùng mình lại không có. Mình thấy mà tủi và thấy mình giống như là mình khóc thầm tủi cho chính mình. Đúng rồi, anh biết, gọi là nó chơi vơi em ha, chơi vơi không có cái Dạ. nguồn nguồn cội, nó chơi vơi. Dạ. Thì cái tin của em đó, em không nhớ được tên của những người trong gia đình, nhưng mà trường hợp mà gọi là bị một lý do gì đó mà phải xa gia đình vào những năm đó thì cũng có cơ sở để kiếm em ạ, có cơ sở để kiếm. Thì em hồi xưa giờ em nhờ biết bao nhiêu, hồi xưa cũng lên truyền hình, hồi xưa cái thời năm 2000 lẻ mấy bắt đầu thành phố Đắk Lắk mới đi lên á, lên thành phố thì em cũng lên truyền hình tivi đó. Thì em nghĩ chắc là cũng bố mẹ thì chắc cũng dân cư vô đây để mà gọi là làm ăn để kiếm sống hay sao, hay là thất lạc mình hay là sao. Nhưng nếu nói thất lạc thì dựa vào cái câu câu nói của bố, thì bố nói con đứng đây tí nữa bố quay lại đón con về, thì nghĩ là chắc là bỏ rơi chứ không thể nào mà thất lạc được. Gọi là giống kiểu là trong lòng em là em nghĩ đó là cái sự cố tình đúng không? Đại khái vậy phải Dạ, không? thì em vẫn cứ nhớ mãi câu nói đó, thì cứ ghi lại trong lòng vậy, nhớ mãi miết. Thật đúng thật, nghĩ đôi khi cũng thật là sự tủi tủi thân, nghe em nói rồi cũng tủi thân. May mà bây giờ cũng trưởng thành rồi, cũng có vợ có con này kia rồi, cũng an ủi được phần nào, chứ còn nói bây giờ tuổi đời như vậy mà cứ chơi vơi chưa có một cái gì cả, đôi khi cũng cũng buồn. Nói chung thì em số của em thì cũng may, cũng sống là ở đời ở xã hội cũng ai cũng thương cũng mến cũng che chở em và trưởng thành, thì sau này em bước chân ra đời thì không có ai để mà nương tựa, vất vả khi một thân một mình ra ngoài đời. Khi em đã ra khỏi trung tâm bảo trợ xã hội thì đâu có cho mình vào lại đó nữa. Và đã sinh sinh ra ngoài đời rồi thì em phải lang thang ngoài đời,
ngoài đường xó chợ giống như mấy người vậy đó. Ừ. Nhìn mà kể lại cái thời điểm đó thì em thấy cũng vất vả mà chật vật mà khổ sở. Ừ. Không ai dám nhận em đi kiếm công ăn việc làm, không ai dám nhận em. Ừ. Dạ. Rồi Sau này cũng nhờ. nhờ bố Hùng này kia em ha, nhờ nhờ những người Dạ. xung quanh mình yêu thương ha. Ừ. Dạ. Rồi cho anh hỏi thêm là nếu mà nghi ngờ của em lớn nhất là em có nghi ngờ mình ở tỉnh nào không? Nghi ngờ thì em hồi đó em không có, là theo cái căn cước cái hồi xưa là nghe bố nuôi đó, gọi là nuôi Hùng đó, là kể lại là mình, là em là phát âm tiếng Quảng Bình, thì em nghĩ là đoán đoán về Quảng Bình nhưng mà không biết là ở quận huyện nào. Chứ hồi xưa hồi nhỏ thì em không không biết là ở quận tỉnh thành phố nào hết á. Thì khi lớn lên là bắt đầu bố nuôi mới kể nói là mày là phát âm giọng Quảng Bình, thì tao đoán mày là chắc là dân gốc, là gọi là quê của bố nuôi vậy đó, bố nuôi bây giờ, hiện tại bây giờ. Có nghĩa Dạ. là vì bố nuôi cũng là người ở ngoài đó cho nên là nhận diện ra được cái tiếng nói của em. Dạ. Đại khái như vậy. Thì Dạ. hồi nãy anh nghe bố Hùng của em nói đó là trước đó hình như một ngày hay một buổi gì đó là có một cái xe là đi từ hướng ngoài Vinh vô, ngoài ngoài Dạ. ngoài thành phố Vinh vô, nhưng mà đương nhiên chạy theo quốc lộ 1 thì cũng không biết em lên cái khúc nào. Dạ. Thì Vậy. em bây giờ nói mà em cũng không nhớ thật, tại vì em khi bước chân vô bến xe là em đã bước xuống xe lại. Lúc đó đi với ông là ông bố, thì ông chỉ nắm tay nhắc tới một cái gần cái bức tường của bến xe, gọi là gần cái chỗ mà chỗ người ra vào đông đúc á, là mới nói là con đứng đây tí nữa bố quay lại đón con về. Nói được một câu nói đó là chờ mãi không tới, cũng tầm giờ này này, giờ 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 này luôn á, giờ chuẩn bị trời sắp tối đó, là bắt đầu không thấy, chờ thấy lâu quá không thấy, mới bắt đầu hoảng lên là khóc khóc lóc khóc, là bắt đầu là có mọi người xung quanh á, là người bán hàng rong á đó, rồi tới dỗ dành rồi nói mà cũng không chịu. Sau đó là cái gọi là bố nuôi làm công an trật tự, gọi là dân phòng đó, là ở đó là mới dẫn vô nuôi đứng vài ngày. Dạ. Rồi, ok, anh đã ghi nhận được cái thông tin trên cơ bản thì Dạ. anh sẽ cập nhật tin cho em, cũng hy vọng là ở trên cộng đồng mà có ai biết được thì xin người ta báo tin giùm. Và Dạ. anh cũng biết rằng là cái điều kiện của em khó khăn. Biết điều kiện Dạ. của em khó khăn, vì vậy cho nên là để cho nó hiệu quả trong cái việc báo tin á thì anh Vị xin đứng ra là nếu có ai mà báo được tin và nghi ngờ đâu đó thì nhờ người ta đi xác minh giùm gia đình thân nhân của em, thì nếu ai mà báo tin đúng thì anh Vị đứng ra xin hỗ trợ cho em, cho cái người báo tin đó là 10 triệu đồng để cho nó được việc cho Dạ. em. Dạ. Nha Hùng ha, Đức ha, anh chỉ có làm được những gì mà anh có thể giúp em thì cái việc đó thì để cho nó hiệu quả thì anh giúp em về cái phần đó ha. Dạ. Hiện tại bây giờ thì hình như em đang ở đâu trên Bình Dương phải không? Dạ không, em bây giờ là ở ngay thành phố Đắk Lắk. À, ở Đắk Em vẫn đang ở Đắk Lắk. À, vậy hả? Lắk. Anh nghe là bố Hùng nói là hai vợ chồng đưa đi, dẫn nhau đi Bình Dương đi làm hay cái gì đó là trước đây hả? Dạ không, ở trong Đắk Lắk. Bình Dương là hồi xưa là em có vô trong đó em làm ăn, rồi sau này em về lại Đắk Lắk mà. À, vậy ha. Dạ, là tại vì hồi xưa là em sinh sống ở Đắk Lắk thì về đây em sinh sống. Dạ. Ok em, thì chúc em sức khỏe, và nếu có duyên á thì là sẽ kiếm được gia đình của em, thì cái điều đó là anh cũng rất là mong muốn, thấy hoàn cảnh của em tội nghiệp quá. Dạ, thì em cảm ơn anh, thì có em thì cũng mới về thì em không biết, tại vì thấy vợ nói thì em nghĩ thì trong đầu em chắc mình cũng nhờ nhiều mà đi tìm, cũng lên chương trình chưa hề có cuộc chia ly, em cũng có lên rồi mà chưa thấy thông tin gì, thì em nghĩ chắc cũng trừ khi bố mẹ ruột của mình
thì may ra mới tìm ra được mình, chứ còn mình thì không có nắm rõ được thông tin thì làm sao mà mình đi tìm được. Thì em nghĩ như vậy. Thì như anh Vĩ nói với em hồi nãy đó, là Dạ. cái vấn đề là căn cứ vào cái năm mà em đi lạc là điều thứ nhất nè. Căn cứ vào điều thứ hai nữa đó là lúc đó em cũng khoảng đâu 5-6 tuổi, thì được nghi vấn là sinh năm 85-86 gì đó. Đó, Dạ. thì cái điều đó nó diễn ra trong cuộc sống cũng không nhiều lắm. Cái trường hợp mà đi lạc giống như em cũng không nhiều lắm. Dạ. Còn cái mà khó khăn á, là khó khăn ví dụ như là những đứa trẻ sơ sinh mà bị cho ở bệnh viện mà không biết tên cha tên mẹ, thì cái đó đúng thật sự là mò kim đáy biển. Nó rất là khó Dạ. và số lượng nó rất là nhiều. Còn Dạ. như như của Đức á, thì là cũng có cơ sở bởi vì là thất lạc vào những năm đó. Dạ. Rồi thì mình cứ cầu may thôi em nha. Dạ, dạ em cũng rất là mong là được gặp lại gia đình của mình. Rồi vậy Thì em lo công việc nha, rồi có tin gì anh báo cho Đức biết nha. dạ, rồi, em cảm ơn anh ạ. Rồi rồi, chào em ha. Dạ, chào anh ạ.